Hello, hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn là mình sẽ làm một tác phẩm thư pháp trên chiếc lá bồ đề. Thực ra thư pháp có nhiều cái ứng dụng lắm. Mình có thể viết trên giấy, trên gỗ, trên đá, trên rất nhiều chất liệu. Trong đó lá bồ đề cũng là một cái vật liệu mà trước đây mình hay sử dụng vào vấn đề mình viết chữ để trang trí, đặc biệt là Tết thì mình với viết lên chiếc lá này nè, làm tác phẩm xong rồi tặng cho anh ta là giống là một cái lọc, cái lọc mà đúng đúng nghĩa lọc luôn, cái chữ trên cái chiếc lá. Lá bồ đề này nguyên nó là cái giống từ Ấn Độ lấy hạt và về Mỹ rồi ương lên thành cái cây. Vì cái cây nó tốt quá nên ra nhánh nó dài, mình lại chiết bỏ bớt, mình lại nghĩ ra cái cách là thôi thì không có bỏ, không có cái vứt bỏ uống, thì mình sẽ tận dụng cái chiếc lá bồ đề này làm tác phẩm thư pháp. Mình làm video này cho các bạn xem. Thì giờ mình cắt ra một vài cái chiếc lá ra để mình làm. Bây giờ phải cắt ra, mình không cần phải cuốn đâu, thực ra cuốn nên nó không quan trọng, cuốn là khi mình bỏ vô mình là nó lấn cấn lắm, ta bỏ luôn đi, nên cái tăng xét đây luôn, không cần cuốn. Và nhánh này bình thường là dục rồi, bỏ rồi, nhưng với mình là mọi thứ đều trở thành tác phẩm hết đó. Cái cục đá, cái miếng gạch, cái miếng gỗ gì mình cũng cũng là sáng sáng tác ra làm thành cái tác phẩm. Ok, bây giờ đã khai là những chiếc lá này, lát nữa nó sẽ trở thành tác phẩm đây. Đương nhiên là lá thì ở ngoài vườn có thể nó bụi, các bạn nên vệ sinh cho nó, lau cho nó sạch. Nếu rửa thì phải để cho khô, mà nó không cần rửa nó ướt mất công mình lau lại thì dùng giấy nó hơi ẩm ẩm chút xíu mình lau cho nó khô đi, lau cho nó khô xong rồi cho nó sạch, chính là nó sạch. Thứ hai là phải khô ráo để mình viết chữ. Thì thường thì cái cây là có thể là mình để cho nó khô, có nhiều cách lắm, lá bồ đề này ứng dụng nhiều thứ lắm. Ở tại Ấn Độ thì họ ngâm ra cho nó rửa, nó hư cái phần xanh, nó để lại cái xương, cái cọng này, họ viết chữ lên, in hình Phật lên. Thì đây thì mình không có làm theo cái đó, mình học cách khác là mình sẽ viết chữ lên cái này. Thì sau khi mình lau khô sạch rồi thì có thể là mình sẽ viết cái chữ lên liền cho nó. Thì thông thường thì có thể mình viết cái màu đỏ lên hoặc là màu bạc lên, cái màu gì mà nói chung là đối màu nó, như là xanh thì nó đỏ lên hoặc là trắng là cũng được nữa, nhưng mà hôm nay mình viết màu đỏ lên giống như trên là cái chữ là may mắn vậy đó. Trên những lá bồ đề này mình làm tác phẩm rồi, cái thật tặng cho nhau. Bồ đề giống như là khó tu mà sao mình phải giờ ngày Tết mình phải tận dụng cái chút gì đó văn hóa truyền thống là mình cho chữ đầu năm, cho cái sự may mắn, cho nên mình viết chữ tài ở đây đi. Chữ tài. Trên chiếc lá thì mình cũng viết cũng canh nó cũng tương tự như tờ giấy, nhưng mà nó đặc biệt ở đây nó có khuôn khổ sẵn rồi, cho nên mình phải làm sao chữ nó tròn trịa nằm trong cái khuôn nó, đừng có để viết nó dư ra ngoài nhiều quá. Đây là một cái chữ màu đỏ đây. Thực ra cái chữ này thì mình viết một lần cũng được, viết nhiều lần thì cũng được, lý do là nó có một vài cái chỗ nó không có được
ăn mật nhiều á, mình sẽ sửa lại một chút. Cái sửa này nó cũng không phải là mình dở mà mình viết không được ra chữ mình đã sửa, mà sửa là vì nó không có đủ mực, cho nên mình cho phép mình có thể sửa một vài cái chỗ cho nó hoàn thiện, chứ cũng không nhất thiết. Đó, chữ tài. Rồi đây là màu đỏ, thì cũng có thể là màu xanh, nếu là cái giấy cái này mà nó hết màu xanh rồi nó đổi sang cái còn cái cộng không màu màu trắng thì mình đã viết màu xanh, màu đen, nhiều màu khác nhau. Nhưng hôm nay mình làm một màu tượng trưng cho tất cả các màu đi. Ok, bây giờ tốt nhất á là mình nên sấy bằng cái máy sấy tóc á, cho nó khô cái chữ vô lại. Xin lưu ý thêm là vì trên cái nền màu xanh khá đậm và màu đỏ này nó chưa đủ đỏ, thì mình có thể cho phép là mình viết lại một lần nữa cho cái độ đó nó đậm hơn xíu, cho chữ nó rõ lên. Thế mình viết lại một lần nữa, mình đổ cái nét cho nó đậm lên. Mục đích là cho nó cái nó hiện hết cái chữ lên, chứ không nó không đủ rõ thì nó lại không đẹp. Thì thông thường mình đến nó khô tự nhiên cũng được, nhưng mà thường ở đây thì vì cái không khí nó lạnh, ở đây nó xứ lạnh cho nên nó lâu khô lắm. Để nó khô lâu thì mình phải dùng máy sấy. Thì nó sấy nó lại ồn quá thì mình muốn cắt cái gông đó thì mình tắt cái video, mình sẽ làm mình tắt cái phần mà sấy để cho nó qua công đoạn, nó khỏi tiếng ồn nhiều. Đây lại là phải có một cái đồng là sấy thế như thế này, nhưng mà mình sẽ cắt bớt cái đoạn đó. Để tắt rồi mình sẽ tiếp theo cái đoạn mà đã khí khô. Sau khi mình đã sấy xong cái phần mà khô cho cái chữ, thì chiếc lá nó hơi đổi màu sang cái màu nâu nâu vì cái lượng nóng của cái máy nhiệt độ nó làm cho nó đổi màu xanh sang màu nâu nâu. Thì không sao, đó là màu nó cũng là đẹp, nó tự nhiên, nó không đương nhiên là khi mà chiếc lá nó lìa cành thì nó không còn màu xanh nữa, dù có để khoảng thời gian thì nó cũng tự động nó chuyển sang màu. Rồi để cho bảo đảm á thì mình phải dùng cái chai xịt bóng này mình xịt lên cái phần cái chữ để cho nó bao bọc đi được cái nét chữ. Thì cũng vài cái này nó xịt lên nhiều chất liệu thì mình xịt cái này lên cho nó giữ được cái lớp bóng, cái lớp bên ngoài nó khỏi bị tróc, cho hai nó làm cho nó bóng thêm cái chữ. Cái loại này thì nó sắp lên nó cái tiêu trong này, nó cắt cái dân bi trong này nè, nó sắp lên nó đều có cái dầu trong này, chứ nếu không mình xịt liền thì nó không có đủ. Nó là khi làm nó họ đã tính toán cho cái sự pha trộn trong này nè. Rồi lên, nói chung vừa cũng không cần nhiều lắm, nhiều quá là nó lại. Rồi tiếp tục nước lại, rồi thì phải chờ nó khô, nói chung là phải chờ nó khô. Sau khi khô xong thì mình sẽ tiếp tục bỏ vô trong một cái vật liệu khác. Chờ. Ok, sau khi mà chiếc lá mình đã xịt bóng rồi sấy nó khô, cái công đoạn khô rồi á, khô nói chung các bạn chạy khô chậm chậm vừa chứ nhanh quá nó cũng làm cho nó hư chiếc lá. Nó khô hoàn thiện nó sẽ bóng như thế này, nó khô rồi đó. Giờ mình cầm khô nó bóng lại cho nó nền cái dầu bóng, nó không phải ướt, nó bóng láng như thế này là xịt lớp bóng lúc nãy đó. Có thể xịt hai mặt nhưng mà lúc sau không cần xịt đâu, lúc trước thôi nè, thì nó mịn, nó vừa phải, nó chưa kịp khô cứng mà nó cũng không phải là nó tươi là như lá bình thường. Rồi mình dùng cái zip lock này nè, mình bỏ vô
giống như là mình ép lát tiết cho nó vậy đó, ép nhựa cho nó vậy đó. Và dưới đây để cho đảm bảo được cái không gian cho nó. Ok, dính liền không? Ok, kệ đi. Rồi xe là chưa được, wait, hít liền rồi. Thôi nó cứ duyên như thế rồi. Ok, thì mình bỏ vô, mình đẩy không khí ra, đẩy không khí ra ngoài để cái nắp nó cái hở vòng trống đó. Rồi mình dùng cái máy sấy, mình sấy nhẹ từ từ cho nó hơi nó ra. Quá, cái máy sấy mạnh quá, máy sấy nó mạnh quá luôn. Mình nói có một sơ sơ không, mình là mạnh quá. Cái này giống như là nó rút chân không ra ngoài, đẩy cái hơi ra ngoài, đẩy hết ra ngoài. Mình ép giống như ép chân không. Mình tạm thời á là mình có thể cắt cái phần này ra, cắt cái biên này ra, cắt rộng lên chút, rộng ra cái dính lóc mình cắt ra để cho nó cái hơi khi mình sấy á, cái hơi nó đi ra ngoài, nó ra là cái phần lá, nó cái phần ni lông trên chiếc lá thôi thì nó sẽ tốt hơn. Còn đuôi lá này các bạn bỏ bớt cái đuôi lá này, nó dư ra ngoài để mình cho nó gọn ở trong, khi lát nữa mình bỏ nó không có bé rồi. Đó, nó phần còn lại phần cái phần này thôi, nhưng mình đang chức năng của mình bây giờ là giống như mình rút chân không á, ép chiếc lá bằng cái thay vì mình có máy ép lát tít để mình không ép được thì mình ép bằng cái này, nó vừa đơn giản và tiện. Gần như là đang khô rồi, bây giờ mình phải trên chưa lâu quá thì mình phải các bạn chờ một chút, mình làm xong mình sẽ quay lại. Ok, sau khi mà mình đã sấy cho nó cái chân không trong này nó ra hết, thực ra nó cũng chưa hết hoàn toàn nhưng mà tạm thời như thế này, thì cái keo xịt lúc nãy cho nó bảo đảm được cái chữ thì nó có hai tác dụng. Một là cái chữ nó đẹp lên, thứ hai là nó làm cho chất keo dính giữa chiếc lá và cái miếng ni lông này. Sau khi hoàn thiện xong phần mà sấy thì mình có thể mình cắt bỏ bớt cái phần bên ngoài, còn chừa một cái viền khoảng ít thôi, mình cắt theo chiếc lá mà nó viền chừa lại cho nó gọn gàng dễ thương. Cắt chạy theo nó. Cái này mình có cái máy ép á, ép lát tít như ở Việt Nam, ở Sài Gòn, mà các bạn làm ở Sài Gòn thì coi như là đẹp tuyệt vời luôn.
mình bó lên với ép lát tít, bó cái giữa hai cái ni lông giống như mình ép bằng lái, mình ép bằng mình khen vậy đó, mình bó cái tờ giấy ở giữa, bó hai cái tờ giấy ni lông hai bên, xong mình cho chạy qua cái máy là nó ép lại thì coi như là nó ra hết chân không trong này thì đẹp. Vì ở đây mà mình không có cái đồ dụng cụ đầy đủ như vậy cho mình chỉ làm cách thô sơ như thế này. Đó. Rồi thì căn bản nó đã có xong phần một chiếc lá, một tác phẩm. Thế vào đây. Mình có một cái tác phẩm đó mình chân mình chơi. Mình dán lên trên tường, dán lên chỗ cái bàn học, dán chỗ làm việc một chiếc lá. Cái ni lông nó hơi mỏng, nó không đủ cứng giữ được cái này. Thì đây là cái gợi ý thôi, còn các bạn có thể là đem tới chỗ cái tiệm, nếu mình không có mua máy thì mình đem tới tiệm chụp hình rửa hình của các cái tiệm chụp hình á, nó cũng ép nó tiếp được đó. Đem tới tiệm photocopy của Sài Gòn, chỗ những nơi mà có ép nhựa, bó cái này vô, ép nó chạy qua thì nó sẽ cứng lại. Thì có một tác phẩm trên chân lá bồ đề, là gọi là tác phẩm thư pháp trên trên lá. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi thêm chương trình viết thư pháp trên chiếc lá. Rồi, xin cảm ơn.